Rồi bây giờ thầy mời bạn Hoàng Anh giúp thầy cái này. Hoàng Anh cho thầy ý kiến. Đầu tiên nói về cái phép toán nhân này là nhân giữa hai cái gì đây? Đây. Hai hai nhân từ Nhân hai cái số phức đúng không? Hai cái số phức người ta định nghĩa từ đâu ra các bạn? Các bạn biết là trước đây khi chúng ta học là x bình phương mà bằng 9, tức nghĩa là 3 bình phương đấy, thì chúng ta thấy có giá trị x nào? Thỏa án. Hoàng Anh, x bằng mấy? x bằng 3, 3. Hoặc là x x bằng bằng trừ 3. nhiêu? Trừ 3. Thì một trong những hai giá trị này chúng ta thấy đều là nghiệm của cái phương trình trên. Nhưng mà nếu chúng ta gặp một bài toán là x bình phương mà bằng trừ 3 bình thì sao? Chúng ta học ở trong cái tập hợp số thực thì chúng ta thấy rằng là số dương thì nó phải bằng với số dương, tức là hai bên dương phải bằng nhau. Nhưng mà tự nhiên chỗ này dương bên này là âm thì điều gì xảy ra? Thì người ta phải xây dựng một tập hợp số khác, nó gọi là tập hợp số ảo. Tập hợp số ảo. Thì chúng ta thấy tập hợp số ảo thì lúc này người ta mới thấy cái dấu trừ này là trừ một, thì người ta làm gì? Người ta sẽ xem trừ một là bằng gì? Bằng một con số y bình phương đi được không? Đúng không? Đúng. Chúng ta xem nó là y bình phương thì lúc này chúng ta quên trừ một đi thì chúng ta được là x bình phương bằng y bình nhân 3 bình, tức là chúng ta được 3 y bình phương. Thì lúc này chúng ta có là x bình phương bằng 3 y bình phương. Thì chúng ta có x bằng mấy? Bằng mấy? X bình phương ba. Chúng ta thấy là bằng 3 y nè. Ừ. Hoặc là bằng trừ 3 y. Vậy thì chúng ta cũng ra được là cộng trừ 3 y đúng không? Thì chúng ta thấy là nếu một cái con số x mà nó là một cái số thực là 2, là 3 hay là 5,2 các thứ đó, thì chúng ta thấy đây nó gọi là số thực, đằng sau hoàn toàn không có y. Còn nếu mà chúng ta thấy tập hợp số mà nó không có phần thực mà nó chỉ có phần liên quan tới y thôi, tức nghĩa là bao nhiêu nhân với y đấy, thì chúng ta gọi cái này nó gọi là số ảo. Số ảo thì cái thành phần này thầy gọi là liên quan đến y, nó gọi là số ảo. Còn cái thành phần mà không có y nó gọi là số thực. Số thực nha các bạn. Vậy thì nếu chúng ta gặp một cái con số mà nó vừa là thành phần thực mà nó vừa có thành phần ảo. Đây là ảo. Đây là thực. Nha các bạn. Chúng ta ghép lại. Thì cái số này nó gọi là số gì? Hoàng Anh. X này gọi là số gì? Gọi là số gì? Số phức. Số Số phức này, complex number, nó gọi là số phức. Vậy thì khi mà chúng ta có một cái số phức thì chúng ta xem nó có hai thành phần. Thì cái thành phần một là thành phần thực, hai là thành phần gì? à. Ảo. Vậy thì chúng ta xem cái số này dưới dạng tọa độ là a là mấy? À, Một phần là trừ hai, một phần nó là bốn. bốn. Thì thầy gọi cái này là thực, thành phần thực. Đây là thành phần ảo. Vậy thì lúc này thầy sẽ biểu diễn cái gì? Thầy sẽ biểu diễn cái trục này là trục thực nha các bạn. Trục thực. Đây là trục thực. Còn trục là trục ảo. Vậy thì chúng ta xem cái thực thì nó 0, 1, 2, 3, vân vân. Nó y như là cái trục số bình thường. Nhưng mà cái trục ảo đấy thì chúng ta sẽ xem chỗ này, cái vạch này người ta chia là bao nhiêu y? Một y đúng không? Cái độ lớn chỗ này chúng ta xem nó là một y. Kế đến là mấy y? Hai Hai y. vai của Ba mình. y, vân vân. Và lùi xuống thì nó cũng là trừ một y, trừ hai y. Và nếu chúng ta ghi chỗ này là y, cái này là y, ghi này y, thì chúng ta hiểu ngầm chỗ này là trừ một trừ hai, được chưa? Chúng ta cũng có thể hiểu ngầm nó bởi vì chúng ta đã xem cái này là trục ảo là y rồi, thì chúng ta xem một đây là một y, hai y và ba y.
Được chưa các bạn? Chúng ta biểu diễn nó, trục này trục ảo. Vậy thì cái tọa độ A này thầy sẽ biểu diễn nó là x bằng trừ 2, ví dụ bên này chẳng hạn y bằng 4 năm đây này. Chúng ta biểu diễn cái tọa độ thông thường thôi. Được chưa? Còn nếu chúng ta biểu diễn cái dạng đại số thì chúng ta ghi như vậy. Vậy thì nếu nó là đại số thì chúng ta có thể xem nó là gì? Biểu thức, đúng không? Chúng ta xem nó là biểu thức. Thì cái số này nó cũng là biểu thức, giống như biểu thức chứa x vậy đấy. Thì khi chúng ta nhân hai số phức này, chúng ta xem biểu thức này nhân biểu thức kia. Rồi. Bạn nào hiểu về số phức thầy vừa mới giảng giơ tay thì xem. Tại vì thầy thấy có những bạn chưa hiểu nên thầy mới phải ôn lại, thầy nhắc lại để cho các bạn hình dung. Có những bạn chưa học cái lớp buổi trưa chủ nhật mà cắp lên, đúng không? Hoặc là cái số phức này thầy dạy từ năm ngoái rồi nên nhiều bạn không hiểu rõ, thì đương nhiên thầy ôn thầy cũng không nói hết nha. Các bạn cần thì các bạn xem video thầy nói cái căn bản rồi. Rồi bây giờ Hoàng Anh cho thầy biết coi là hai cái số phức này nhân nhau chúng ta xem nó như là cái hai cái nhị thức chúng ta nhân nhau, nhân cho thầy xem. Trừ hai y rồi trên này nhân vào cộng 20 y cộng 20 y bốn y bình cộng 4 y bình, mà chúng ta luôn luôn nhớ y bình là bằng gì? Trừ 1. Tức nghĩa là người ta đặt cái trừ 1 này bằng y bình để cho nó dễ xử lý. Vậy thì nếu chúng ta gặp y bình thì chúng ta tự động thay nó bằng trừ 1. Được nha. Rồi, đơn giản cho thầy xem. Là trừ 10, trừ 10. Tăng số chỗ này á, chúng ta có là mấy? Trừ mấy đó? Trừ 4. Bởi vì y bình bằng trừ 1, nhân 4 là trừ 4. Đấy, hai cái này ghép lại là nhiêu? Cộng mấy? Cộng 18y. Rồi, 18y. Rồi, chúng ta tính toán ra trừ 10 với trừ 4 thì là mấy? Là trừ 14 cộng 18y. Rồi, trừ 14 cộng 18y. Vậy thì khi chúng ta nhân hai số phức, chúng ta cũng sẽ sinh ra một số phức các bạn. Nên nếu chúng ta biểu diễn trên tọa độ đó, chúng ta có cái điểm A diễn đạt cái số phức từ 0 cho đến A. Chúng ta có thể xem nó như là vector khi chúng ta học vector đấy. Thì cái đỉnh của cái vector này chính là cái số phức. Trục là trục ảo. Trục là trục thực. Vậy thì nếu thầy có một cái số phức thứ hai là B chẳng hạn, nằm đây. Tại vì chúng ta biểu diễn xuống, chúng ta thấy hoàn toàn tọa độ đó đây này. Tọa độ chúng ta học rồi. Đó. Vậy thì khi chúng ta nhân hai số phức với nhau, chúng ta ra một số phức. Và số phức đó chúng ta sinh nó ra là cái số phức nằm ở đây. Đó, số phức nằm đây. Thì ở đây nó sẽ có tọa độ như thế nào? Thầy từ từ chúng ta sẽ ôn tiếp. Nó sẽ có liên quan, cái số phức này có liên quan tới hai cái số phức ban đầu. Nó liên quan đến cộng góc, liên quan tới nhân độ lớn gì đó. Thì chúng ta ôn dần dần. Bây giờ trước tiên chúng ta dựa vào đại số để chúng ta hình thành được kết quả số phức đã. Rồi, chúng ta nhập vào đây là bao nhiêu? Đọc lại rồi xem. Trừ 10. Trừ 14 cộng 18y. 18y. Thì chúng ta có cái số phức. Được chưa các bạn? Rất dễ nha. Thầy mời bạn thứ hai là mời những bạn mà thầy biết rằng chưa học lớp của thầy. Đúng không? Rồi, thầy mời bạn Kiến Minh đi. Kiến Minh. Yeah. Rồi tính cho thầy xem. Nhân vào. Trừ 6. Trừ 6. Tiếp. Cộng 6y. 6y. Rồi tiếp. Cộng 6y. Cộng 6y. Rồi. Trừ 6y bình. Trừ 6y bình. Đây chúng ta có trừ 6y bình. Mà chúng ta thấy trừ 6y bình nó là bằng mấy đây? Dạ là 6. 6. Vậy thì chúng ta ghép nó lại. Trừ 6 với cộng 6 là mấy đây? Dạ không. Rồi, vậy thì chúng ta kết hợp lại thì còn bao nhiêu? 12y. Rồi, 12y. Là xong. Các bạn. Vậy thì tương tự như vậy, các bạn về nhà nhân số phức cho thầy. Nó giống như nhân hai cái nhị thức cái gì đâu. Khi các bạn đã hiểu rồi thì các bạn thấy nó rất đơn giản.
Nên thầy muốn các bạn về nhà tự làm lại nha. Rồi bây giờ chúng ta giải phương trình có nghiệm phức. Đây, chúng ta giải phương trình. Rồi mời bạn Thanh Nghi lên tiếp. Dạ. Chúng ta đi tìm nghiệm của phương trình bậc mấy đây? Hai. À, bậc 2. Chúng ta làm gì để chúng ta tính đây? Tính gì? Okay. Đơn giản nhất là tính điện ta bằng gì? B bình trừ... B bình là 36 trừ 4 lần à, 2 nhân A nhân C là trừ 2. Trừ 2. Thì chúng ta tính ra thì nó bằng mấy đây? 36 cộng cho 16 à, 36 cộng 16 là mấy? 52. 52. 52 chúng ta có thể tắt nó ra được không? Tắt nó ra ví dụ như là 52 là 4 nhân mấy? Nhân mấy? 4 nhân 13 đúng không? Dạ. Yeah. Phải không? Dạ yeah, đúng rồi. Rồi. Bây giờ chúng ta thấy nghiệm của chúng ta x1 là bằng? Bằng gì? Trừ B. Trừ. Căn. Delta chia cho. Do cái delta này dương. Nên chúng ta thế vào là. Thế vào đây. Trừ B. Trừ căn delta chia mấy? Chia 2A. Chia 2A. Thầy viết lại công thức cho những bạn nào chưa nhớ thì chúng ta nhớ lại nha. Rồi trừ B là mấy? Là trừ 6. Là trừ 6. Trừ 6. Trừ cho căn bao nhiêu? Căn 52. À, căn của 4 nhân 13. Tất cả chia mấy? Chia cho 4. Chia 4. Bởi vì A nó bằng 2 mà. Rồi chúng ta tìm nghiệm nó bằng mấy đây? Trừ 6. Trừ. Chúng ta nhớ căn của 4 thì là mấy? Dạ 2. Là 2. Còn lại là căn mới. 13. 4. Chúng ta đơn giản được cho mấy đây? Đơn giản được cho? Cho 2 nhé. Đúng không? Dạ. Thì mẫu số nó còn lại 2. Cái trừ 6 chúng ta đơn giản đây. Còn trừ? Trừ 3. Trừ căn 13. Vậy thì chúng ta ra được một nghiệm x1 là dấu trừ chỗ này. Nghiệm thứ hai là liên quan dấu gì? Dấu cộng. À, dấu cộng nữa. Chúng ta điền vào đây. Thêm dấu cộng nữa. Thì chỗ này thêm dấu cộng. Rồi chỗ này thêm dấu cộng. Chỗ này thêm dấu cộng. Vậy thì kết quả nào nhỉ? Kết quả nào? Kết quả là... dạ câu A. À, chúng ta thấy câu A là nó đó. Rồi bây giờ cho thầy hỏi. Thầy mời bạn là Bảo Trân. Cho thầy hỏi tại sao ở đây không có nghiệm phức nhỉ? Bảo Trân. Vì sao không có nghiệm phức hả thầy? À, tức là liên quan đến chữ Y đấy. Dạ tại trong cái phương trình bậc 2 này đâu có số ảo đâu. Ủa? À, đâu có liên quan. Cái chuyện mà cái phương trình bậc 2 này không có số ảo. Mình vẫn ra được nghiệm nó số ảo bình thường mà. Khi nào thì nó sẽ ra được cái số ảo. Rồi thầy mời một bạn nào trả lời cho thầy xem. Bạn nào biết tại sao phương trình này chúng ta không thấy xuất hiện ý? Các bạn học rồi mà các bạn không có bạn nào dám giơ tay à? Mời bạn Hiếu xem. Hiếu. À, thì bạn nó để ở dạng này thì con rút gọn được thành còn lại x bình cộng cho 3x trừ 1. Thì ở cái sau khi và khi mà tìm nghiệm x ở dạng là b bình cộng trừ căn bậc 4 ac chia cho 2a thì nếu mà nó ra được nghiệm x bằng một phân số thì tức là cái nghiệm đấy không cần phải là một số ảo. Thầy nghe thì thầy hơi rối và chưa có một cái tính thuyết phục lắm. Thầy mời bạn bạn Thủy Tiên xem này. Thủy Tiên cho thầy biết lý do tại sao cái phương trình này nó không xuất hiện số ảo y mà chỉ có số thực thôi. Đây là số thực nha các bạn. Cái giá trị chúng ta tính ra được hoàn toàn cái này là số thực.
không phải là số ảo. Nó không có thành phần ảo. Tại sao Tiên? Dạ. Nói thì con cũng chưa biết tại sao. Các bạn biết là khi chúng ta tính delta đúng không? Nếu mà nó ra một con số nó gọi là k bình phương đi, thì cái delta này dương hay âm? À, Thủy Tiên, cái delta này dương hay âm? Nó sẽ dương. Nó là dương. Nhưng mà điều gì xảy ra nếu chỗ này nó ghi là trừ k bình phương? Tức là nó không có ngoặc luôn đúng không thầy? À? Dạ, nó sẽ âm thầy. Nó âm không? Thì nếu chúng ta xét trong số thực thì có nghiệm không? Không có, đúng không? Vậy thì xét khi mà chúng ta mở rộng tập nghiệm ra thì chúng ta bắt đầu đưa trừ 1 này thành gì? Y bình phương nhân K bình được không? Tên? Được, dạ. Vậy là chúng ta có Y K tất cả bình. Thì lúc này chúng ta tính là cái nghiệm của chúng ta là gì? Trừ B cộng trừ căn delta. Căn delta. Mà delta chúng ta là Y K bình phương. Chia gì? Chia 2A. Thì lúc này chúng ta sẽ xuất hiện cái gì đấy? Là trừ B cộng trừ cái gì? Cộng Y K đúng không? Cộng Y K chia 2A. Vậy chúng ta biết tại sao nó xuất hiện cái số ảo chưa? Cái gì thì Tiên? Dạ hiểu rồi thầy. Rồi. Chúng ta nhớ rằng nếu delta chúng ta bị âm thì lúc này chúng ta sẽ phải thay cái số âm này. Nó trở thành Y bình phương K bình. Lúc này nó xuất hiện cái Y ở đây. Đó, chúng ta lưu ý cái đó cho thầy. Đấy, đó là những cái mà thầy cần ôn, thầy nhắc nhở các bạn đó. Rồi, tương tự giải phương trình nghiệm phức này, bậc 2 thôi mà. Giống tương tự như vậy, nha các bạn. Thầy chỉ nhấn mạnh những cái nào quan trọng thôi. Còn lại các bạn về nhà thầy cấp bài thì các bạn cứ việc ôn cho thầy. Rồi, bây giờ thầy ôn sang cái câu này. Nhiều bạn bị sai thì thầy mới sửa. Ở nãy thấy Thiên Bảo mà mất tiêu đâu rồi. Mấy cái bạn này là đang mải cái việc gì đấy. À. Rồi thầy mời bạn bạn Xuân Sơn cho thầy ý kiến. Xuân Sơn. Đây. Rồi, bài toán yêu cầu chúng ta làm gì đây? Bây giờ người ta cho chúng ta một cái này, nó là một cái biểu thức chứa gì? Chứa x và chứa y. Đấy chưa? Bây giờ người ta nói chúng ta cần tạo ra cái gì? Cái biểu thức giống giống với cái gì? U trừ V bình. Mà U V là nó liên quan tới cái biểu thức. Hay nó ngắn gọn lại là người ta muốn chúng ta tư duy theo kiểu là nhóm. Tức là chúng ta nhóm một cái gì đó lại. Chúng ta thấy nó giống giống nhau, chúng ta nhóm nó lại. Và Việt Nam hay gọi cái này là đặt ẩn số phụ. Các bạn, đặt ẩn số phụ. Tức nghĩa là chúng ta xem cái nào nó có sự lặp lại mà nó giống giống nhau á, chúng ta xem nó là ẩn số phụ. Vậy thì ở đây theo quan sát của bạn là bạn Sơn thì chúng ta xem U nó là cái nào? U là x cộng 4 ạ. À, chúng ta xem đây là U. U này. Còn cái nào là V? V là y 2 y mũ 5. À, chúng ta xem nó là 2 y mũ 5. Cái này là V. Tức là nếu thầy viết lại là x cộng 4 tất cả mũ 2 trừ cho 2 y. Tức là bạn nói đây là 4 y mũ 5 chứ. Phải không? Cái này chúng ta đâu có triển khai ra được cái bình phương đâu. Tại vì cái mũ 5 này là lẻ. Này mũ 2. Nên chúng ta để nguyên này 4 đi. Cái này là y mũ 5. Rồi cái bên cạnh là nhân cho cái gì nữa? Nhân cho x cộng 4. Cuối cùng chúng ta có là 4 y mũ 5 tất cả mũ 2. Đó. Thì lúc này đặt cái gì làm ẩn số phụ đấy? Nói lại Sơn.
x cộng 4 là u. X cộng 4 là u. Chúng ta ra được u bình trừ gì? Đọc đi. 4 u bình trừ 4v. 4v. Cái này chúng ta đặt là v này nhân u. Được chưa? Cái này là u, cái này là v. Vậy là trừ 4 u v cộng cho cái gì? Cộng cho y mũ 2 à, 4 v lần mũ 2. 4 lần v mũ mũ 2 à. Rồi chúng ta mới sắp nó lại, nó nên né giống hàng đẳng thức này là u bình trừ 2 lần nhân gì? Nhân u đúng không? Vâng. Nhân tiếp cho mấy? 2. 2 v không? Vâng. Cộng 2 v tất cả bình. Thì lúc này chúng ta thấy nó xuất hiện hàng đẳng thức gì đây? A bình phương trừ 2 lần A nhân B cộng B bình. Thì chúng ta sẽ ra được là U trừ U trừ U trừ V mũ 2 trừ 2V tất cả mũ 2 đúng không? Nhưng mà chúng ta thấy là chỗ này nếu nó là 2V thì chúng ta thấy nó có vấn đề gì không? Tức là chúng ta chưa đọc để nó triệt triệt để. Vậy thì á, chúng ta có thể xem cái chỗ này này là chúng ta đưa 2 vào. Tức là 2 nhân cho 2 thì lúc này chúng ta đặt cái 2 y mũ 5 đúng không? 2 y mũ 5 này nó là v luôn đi. Thì có phải chỗ này là thầy chỉ còn lại chỗ này là 2 thôi. Vậy thì thầy đặt nguyên cái 2 lần y mũ 5 nó là v. Thì chỗ này thầy có quyền xóa chỗ này đi. Bởi vì thầy đưa cái 4 này vào đây là thành 2 này. Thầy xóa này đi. Đó. Vậy thì thầy đặt 2y mũ 5 nó là v. Vậy thầy xóa bớt chỗ này. Xóa bớt chỗ này. Thì lúc này thầy sẽ thấy được nó là u trừ v bình. Vậy thì cuối cùng chúng ta sẽ chọn câu nào là câu trả lời? Câu C ở đâu? Câu C. Chúng ta ra được u bình trừ v bình. Đó, u bình trừ v bình. Thầy theo bạn là chúng ta đặt u là x cộng 4, v là 2 y mũ 5. Thì chúng ta đặt uv đó. Rồi sau đó cái factor của chúng ta là gì? Là x cộng 4 trừ 2 y mũ 5 mũ 2. Factor biểu thức theo cái u trừ v vậy trong này mình sẽ ghi nó là x. Ghi là u đúng không? Vâng. Hay là ghi là x y? X y ạ. X y à? Vâng ạ. Chúng ta đọc lại đề xem. Chúng ta muốn factor cái biểu thức này dưới dạng u trừ v bình. Thầy có không biết ạ? Theo thầy là trên này chúng ta đã đặt u v bằng cái này rồi. Thì chúng ta sẽ được là u trừ v tất cả bình thôi chứ. Vâng ạ. Ừ. Chúng ta để mũ 2 này. Trên này chúng ta đặt ẩn số phụ rồi thì chúng ta ra biểu thức luôn chứ. Trong này nó lại không chịu. Vậy chúng ta phải thử trả lại nó là x 4 xem. Trừ mấy? Trừ 2 y mũ 5. Trừ 2 lần y mũ 5. Rồi chúng ta thử cái này coi. À, nó chấp nhận. Vô duyên. Một khi đã đặt UV rồi thì chúng ta phải chuyển UV và cuối cùng là phải để trả lại. Rồi thầy mời bạn khác, mời bạn anh Kiệt. Anh Kiệt. Dạ. Dạ. Chúng ta nhìn vào đây là chúng ta thấy nó có dạng là cái gì ở đây? Chúng ta chuyển nó thành gì? Nó sẽ là 5 lần x bình à? 5 x tất cả bình. Bình phương trừ đi cho là 6 y mũ 4 tất cả bình phương. À, 6 y mũ 4 tất cả bình phương. Được không? Vâng. Rồi. Thì lúc này chúng ta đặt toàn bộ cái này là u, vậy là u bình trừ v bình. Bình. Và u bình trừ v bình thì nó là u trừ v nhân u cộng v. U cộng v. Nó là hàng thức không đấy? Vâng. Đấy. Rồi bây giờ cuối cùng chúng ta chọn câu nào? À. Câu A.
U là bằng 5X và V là 6 Y mũ 4. Rồi biểu thức của chúng ta là gì? 5X trừ 6 Y mũ 4. Rồi, 5X trừ 6 Y mũ 4. Mũ 4. Nhân với cả 5X cộng 6 Y mũ 4 à? Nhân 5X cộng 6 Y mũ 4. Nhà các bạn. Rồi, chúng ta điền vào đây thì chúng ta biết được nhá các bạn. Rồi, tương tự như vậy, chúng ta vận dụng là đặt ẩn số phụ thôi, theo nhóm đó. Hai cái này thì thấy còn nhiều bạn bị sai. Thì thầy ôn sơ cho các bạn để các bạn vững hơn nhá. Sang năm là các bạn chỉ dùng mấy này là vèo vèo rồi chứ không có còn phải lăn tăn này nữa, thầy không có xử lý được cái này nữa đâu. Rồi mời bạn Thanh Nghi. Thanh Nghi. Dạ. Nhìn vào thấy gì không? Dạ. Bằng thứ gì đây? 9. 9 P. Tất cả bên. Trừ cho. Đằng sau này đó là gì? Dạ 8. 8 Q. Cả bên. Mà chúng ta thấy bình bình thì chúng ta nhẩm ngay nó là hàng đẳng thức. Thì chúng ta viết chỗ này là trừ mấy? Trừ. Trừ 2 lần cho thầy. Rồi chúng ta thử cái chỗ này là mấy? Trừ 9B. À 9P. Rồi chúng ta ướm thử luôn cái đằng sau là 8Q. Có được không? Dạ được rồi. À, chúng ta thấy là 8, 9, 72. 72, 70 gấp đôi lên 140, gấp đôi 2 là 4, tức là trừ 144. Vậy chúng ta đang hàng đẳng thức là gì? 9B. B trừ 8Q, tất cả mình. 8Q, tất cả mình. Mấy cái này là các bạn học chương trình Việt Nam là chùm luôn nha các bạn. Siêu lắm. Đây. Vậy thì sau khi chúng ta factor ra này, thì chúng ta sẽ ghi nó là bao nhiêu? Chúng ta ghi là 9 P trừ 8 quy tất cả bình, đúng không? Hay là ghi sao? Đọc cho thầy. 9B. 9P. Trừ 8 quy. Tất cả bình phương. Nó có yêu cầu chúng ta là phải phân rã nó ra thành hai cái nhân với nhau không? Không. À, chúng ta để lũy thừa như vậy. Rồi chúng ta chịu khó ôm một tí đi, Bảo Trân. Để thầy kiểm tra coi về hàng đẳng thức các bạn có vấn không? Dạ đây thầy. Rồi, biến đổi cho thầy cái này. Dạ là 4x mũ 3 tất cả bình. À, 4x mũ 3 tất cả bình. Chờ. Trừ cho 9 bình. 9 bình. Vậy chúng ta sẽ ra là cái gì đây? Dạ, 4x mũ 3 trừ 9. Rồi, 4x mũ 3. Mũ 3. Trừ 9. Trừ 9. Nhân cho 4x mũ 3 cộng 9. Rồi, để thầy cóp này lại cho nó nhanh. Rồi, cộng cho 9. Rồi, chúng ta được cái hàng đẳng thức này. Chúng ta đã factor ở đây, nghĩa là gì? Factor ở đây là chúng ta tách nó ra thành dạng thừa số. Bởi vì hàng đẳng thức chỗ này, chúng ta phải đưa về dạng là A bình phương trừ B bình thì phải bằng A bình, A trừ B nhân A cộng B. Thì như vậy nó mới gọi là tạo thành các tích, hay còn gọi là tạo thành các thừa số. Rồi chắc bài này tương tự nha các bạn, biến đổi hàng thức thôi, chúng ta xem nó là lũy thừa đấy. À, từ nãy giờ như là thầy chưa cho các bạn ra chơi. Thôi các bạn ra chơi 5 phút rồi chúng ta học tiếp. Rồi các bạn tạm ra chơi nha. Chúng ta thấy cái đồ thị, người ta biểu diễn cho đồ thị của cái hàm số fx là màu xanh. Thì bây giờ nó chuyển thành một cái hàm số. À, cái màu này là màu tím chứ. Fx là màu tím. Chuyển thành màu xanh. Thì bây giờ chúng ta, người ta yêu cầu chúng ta viết công thức của hàm số f. Nó theo cái hàm số g. Thì chúng ta thấy như thế nào? Thầy mời một bạn cho thầy ý kiến. Mời bạn Kiến Minh. Kiến Minh.
Dạ. Bây giờ chúng ta có cái hàm em mất. Chúng ta viết nó theo hàm số cửa. Chúng ta có thể xem là giống như là đây là một cái điểm A ở đây, đây chẳng hạn. Thầy biến hình nó thành cái điểm A phẩy. A phẩy thì nó là cái ảnh, đúng không? Chúng ta xem coi là nó biến hình là từ cái nào qua cái nào. Nó kêu là FX là transformation, tức là biến hình của đồ thị GX. Vậy là mình làm đúng rồi đó. Tức là điểm ảnh A. À, cái điểm A nằm trên hàm mà. Thầy sửa lại chút xíu. Điểm A. Bây giờ nó sẽ biến thành điểm A phẩy. Nằm ở đây. Vậy thì cái tọa độ của điểm A thầy có tọa độ là bao nhiêu? Kiến Minh. Dạ, trừ 3, 4. A nó chạy bất kỳ trên hàm số này, nó tọa độ là xy đúng không? Vậy thì chúng ta xây dựng lại cái A phẩy này có tọa độ là gì? X phẩy. Y phẩy. À, và y phẩy. Vậy thì chúng ta xem coi là cái quan hệ giữa x phẩy và y phẩy nó như thế nào. À, y giữ nguyên. À, cái y giữ nguyên tức nghĩa là y phẩy chính là bằng bằng y, đúng không? Dạ. Rồi còn cái x phẩy nó bằng gì? Dạ, cộng 9. À, x nó cộng cho 9. Chúng ta thấy nó lật nhau từ đây đến đây. Có phải cộng 9 không? Chúng ta đếm coi khoảng đây là. Chúng ta lấy lẻ qua đây nó thì coi như nó là 3 đi. Chỗ này nó là mấy? 6. Có phải 6 không? Thầy thấy có vẻ như là à, thì cho là 6 với 3. Vậy là cái x phẩy là bằng x cộng cho 9. Vậy thì chúng ta đang cần đi tìm cái hàm gì? Hàm Fx đúng không? Yeah. Hàm Fx. Thì chúng ta thấy cái hàm Fx này á, thì nó chính là cái gì? Là cái y phẩy đúng không? Bằng Fx gì? Fx phẩy. Vậy thì chúng ta thay vào nó bằng gì đây? Bằng gì? X phẩy thì bằng gì? Dạ bằng x cộng 9. À, nó bằng x cộng 9 chỗ này. X cộng 9. Vậy thì chúng ta nhìn coi là cái à cái thầy xin lỗi, chỗ này nó phải là g chứ. Tại vì từ g à thầy nhầm, từ nãy giờ người ta nói cái này là biến cái từ g thành f mà. Vậy thì cái y phẩy chính là cái f, là fx. Fx phẩy. Chúng ta xem cái tọa độ của nó. Nó cái a phẩy này nó được sinh ra từ cái hàm g. Thì bây giờ làm sao để chúng ta tìm được cái f ở đây? Mình tìm làm sao? Mình. Dạ x chính. Cái x phẩy y phẩy này nó thuộc cái gì? Thuộc cái gì đây? Thuộc hàm f. À, thuộc hàm f. Thì cái y phẩy là bằng cái này. Thì chúng ta thay cái x phẩy là bằng cái này. Nhưng mà chúng ta xem coi là cái x và y này nó còn thuộc cái đồ thị nào? Thuộc đồ thị mà cái hàm g x đúng không? Yeah. Vậy thì chúng ta sẽ có cái y bằng g x. Bây giờ làm sao để chúng ta viết được cái hàm này theo theo cái g này? Vậy thì làm sao để chúng ta đổi? X cộng 9. Cái f này nó chính là cái x cộng 9. Vậy thì bây giờ mình muốn là muốn viết theo theo g đó. Viết theo g thì sao? Thì chúng ta sẽ ghi ở đây nó là, thay vì chúng ta ghi là f x cộng 9, bây giờ chúng ta đang đi tìm, cần tìm fx đúng không? Vậy thì chúng ta ghi là g bao nhiêu? G của cái gì? Của x. X
trừ mấy? Trừ 9. Trừ 9. Rồi. Ai đồng ý với ý kiến của bạn Kiến Minh? Giơ tay cho thầy. Rồi. Chúng ta thấy cái hàm F và hàm G nó chỉ là thay đổi cái quan hệ thôi. Thì như bạn nói là từ một cái điểm nằm ở đây chúng ta dịch chuyển qua phải. Dịch chuyển qua phải. Thì cái đối với hàm G là chúng ta bớt đi cho 9. Bạn Xuân Sơn thì sao? Rồi tương tự như vậy thầy mời bạn bạn Bảo Trân. Dạ đây thầy. Rồi. Người ta cho chúng ta cái đồ thị của hàm y bằng căn x. Bây giờ chúng ta cần đi tìm đồ thị của hàm căn của x cộng 1. Thì chúng ta thấy cái căn x với căn x cộng 1 là cái gì nó tăng lên? Dạ, x tăng. À, x nó tăng lên. Vậy thì khi x nó tăng lên lúc nãy chúng ta thấy là khi x mà nó trừ đi nó dịch qua trái không phải? Dạ, thầy nói lại thầy. Thầy hỏi là cái bài lúc nãy á, chúng ta thấy nó trừ đi cho 9, x trừ cho 9. Thì nó dịch qua phải hay qua trái? Dạ, qua phải. Qua phải. Còn bây giờ nếu mà nó cộng, thì chúng ta thấy dịch qua trái hay qua phải? Dạ, qua trái. Qua trái, vậy chọn nào? Dạ, chọn câu B. À, chọn câu B. Chọn câu B. Chúng ta thấy là nó phải giữ nguyên x nha các bạn. Tức nghĩa là giữa hai cái y hoàn toàn không thay đổi. Mà chúng ta chỉ thấy bên trong là cái x nó thay đổi. Tức là chúng ta dịch chuyển theo cái trục x thôi. Vậy là chúng ta dịch qua một đơn vị. Từ đây đến đây là chúng ta thấy một đơn vị. Vậy thế nó sẽ dịch về đâu? Về gốc không hay là về gốc nào? Mà chọn câu B. Hả? Chân? Là sao lại con không hiểu thầy hỏi vậy? Thầy đang hỏi là nó dịch mấy đơn vị? Dạ, nó dịch một đơn vị. Một đơn vị thì nó về đâu? Nó đang là một nè. Thì cái đường cong nó phải dịch về mấy? Nó giảm đi một đơn vị. Thế bây giờ không? À, nó về không. Sao lại chọn câu cô bé? Dạ, kéo xuống đường cong. Rồi, chúng ta coi nó sang dịch sang cái nào. Ở đâu thầy? Nhưng mà ở trên cái đề là cái x nó đang ở không mà. À, cái đề sang x ở không, đúng rồi. Dạ. Thầy lại nhìn nhầm sang cái này, thầy xin lỗi. Rồi, vậy thì chúng ta chọn dịch chuyển sang một đơn vị. Mời bạn Hoàng Anh. Hoàng Anh. Đây. Rồi, bây giờ chúng ta nhìn cái hàm gx là ảnh biến hình của fx. Vậy thì chúng ta thấy là cái y nó thay đổi hay là cái x nó thay đổi? Cái x. Cái x nó thay đổi. Nếu mà nó thay đổi x chẳng hạn, nó dịch thì nó dịch mấy? À, cái móc nó dịch mấy? Nó sang trái hai đơn vị. À, dịch sang trái hai đơn vị. Nếu mà nó chỉ dịch sang trái thôi thì nó sẽ nằm đây đúng không? Ừ. Nếu mà chúng ta dịch x qua, chúng ta dịch cái hình qua bên có bên trái thì là chúng ta trừ đi hay là cộng thêm? Cộng thêm. À, chúng ta cộng thêm, tức là x cộng thêm 2. Rồi, x cộng thêm 2. Nhưng mà chỗ này chúng ta thấy là từ đây nó lại dịch đi đâu nữa? Lên mấy? 5 đơn vị. 5 đơn vị. Vậy là chúng ta sẽ phải cộng thêm ở đây cho mấy? 5. Cộng thêm 5, tức là giá trị phải cộng thêm 5 nữa. Vậy thì cái gx là biến hình, vậy thì nó là gì? Fx cộng 5. Fx cộng 5 dịch qua trái. Rồi kết quả cái giá trị của nó, chúng ta cộng thêm 5 nữa, thì chúng ta ra được cái hàm này. Cái hàm mới của chúng ta. Đấy chưa? Vậy thì cái hàm này, chúng ta xem nó nguyên cái này là gì? Là gì đây? Gx thôi.
Rồi vậy cuối cùng chúng ta sẽ có gx bằng mấy? Gx bằng f. Nếu người ta cho f rồi này. Bằng căn bậc 2 của x, chúng ta thay x bằng x cộng 2, vậy thì nó thế vào đây là mấy? X cộng 6. X cộng 6. Rồi. Trừ 7. Trừ 2. Trừ 2 cộng thêm mấy? Cộng 5 là cộng 3. Trừ 2 cộng 5 thì nó là cộng 3. Rồi, ai đồng ý với ý kiến của bà? Chúng ta sẽ ra được cái hàm này. Là căn của x cộng 6 cộng 3. Ai đồng ý với bạn giơ tay? Chúng ta thấy nó dịch chuyển có trái là chúng ta cộng thêm, dịch chuyển có phải là chúng ta trừ đi. Rồi thầy check. Cái này nhiều khi các bạn quên cái vấn đề này nên chúng ta bị sai. Thầy ôn lại, thầy mời bạn Thủy Tiên. Dạ. Rồi bây giờ chúng ta nhìn vào cái đồ thị hàm FX này. Bây giờ ta hỏi đồ thị của cái hàm bên dưới người ta cho. Thì chúng ta thấy là nó sẽ thay đổi như thế nào. Từ cái hàm người ta cho bây giờ, nếu chúng ta cộng thêm 3 là dịch qua trái qua phải? Qua trái 3 đơn vị. Qua trái 3 đơn vị. Thầy vẽ nha. Qua trái 3 đơn vị. Chúng ta vẽ xéo xuống. Qua trái. Rồi chúng ta vẽ vậy. Rồi sau đó chúng ta làm gì? Làm gì nữa? Trừ 5 nước này là dịch chuyển xuống 5 là chúng ta tuột xuống 5 đơn vị tới chỗ nào? 8 này, xuống 6 là 2 này, xuống 4 là 4 này. Vậy là xuống chỗ 1, số 3 đúng không? Số 3 dạ. Số 3. Vậy thầy lùi xuống nó đâu, nằm đây này. Đó. Hình nằm đó đó. Chúng ta ước lượng nó nằm cỡ đó. Rồi coi nó hình nào. Thầy ơi. Đâu Thủy Tiên? Sao? Hồi nãy thầy vẽ cái đường màu hồng á, thầy con thấy nó hơi kỳ. Tại vì ở đây để dễ dịch chuyển x thì con lấy cái có một cái chỗ Nếu mà mình nói là x cộng 3 tức là dịch chuyển qua trái 3 đơn vị. Dạ đúng rồi. Nhưng mà hồi nãy thầy vẽ cái đường màu hồng cái chỗ này 4. Cái ổ 1. Dạ đúng rồi. Cái này con lấy... nó cái bước nhảy của nó là 4, vậy 3 nằm đây này. Dạ đúng rồi, nó nằm chỗ đó mới đúng. Rồi. Dạ, bây giờ chúng ta kéo xuống nằm lỡ cỡ đây này. Rồi. Dạ đúng rồi thầy. Rồi coi ơi, chúng ta đoán coi nó là hình. Thì con thấy hình B là hình hợp nhất. Hình B. Rồi, chúng ta check nó. Thì vậy thôi. Đó, chúng ta hiểu về tịch tiến thì chúng ta sẽ dịch chuyển nó cũng đơn giản thôi mà. Rồi các bạn nào quên thì chúng ta về nhà chúng ta ôn, chúng ta luyện tập. Những cái bạn này lại là nghỉ. Phúc Anh, bạn Dương Thiên Bảo lại nghỉ. Không? Thầy ôn cho mà cuối cùng lại nghỉ. Thì thôi thầy cũng ôn cho cả lớp. Bạn nào thì về xem video vậy. Chúng ta học, chúng ta thiếu trách nhiệm thì chúng ta sẽ rất nguy hiểm. Thầy mời bạn ăn kiệt này. Anh Kiệt. Bây giờ chúng ta quan sát người ta cho vẽ đồ thị của hình F. Bây giờ người ta nói cái hàm GX so với cái hàm FX nó là gì? Là âm FX à? Là chúng ta thêm dấu trừ. Vậy thì cái giá trị của cái hàm F, ví dụ thầy chiếu xuống nó là 6, thì nó sẽ thêm dấu trừ vô thành gì? Trừ 6 à? Trừ 6. Vậy thì chúng ta thấy cái điểm này nó lấy cái gì? Lấy đối xứng qua trục gì? Trục x. Vậy thì chúng ta phải thấy cái hình này, chúng ta phải lấy đối xứng với trục x. Lấy đối xứng. Nếu nó cắt nhau tại cái điểm giao chỗ này là xấp xỉ khoảng là trừ 3, thì chúng ta thấy lấy đối xứng như là 3. Thì chúng ta vẽ đối xứng qua cái trục x là chúng ta ra. Được chưa? Vậy thì chúng ta xem coi đồ thị của chúng ta là cái nào. Cái nào? Câu nào? Là B ạ. Là câu B. Nó reflect mà, reflect qua trục x. Bởi vì y nó lấy đối xứng nhau. Rồi thầy mời bạn Thanh Nghi. C.
xem hàm này coi. Yeah. Rồi chúng ta thấy có hàm F này chính là hàm mẫu, phải không? Yeah. Hàm mẫu. Bây giờ chúng ta thấy cái khác biệt giữa GX và FX nó khác nhau chỗ nào? Dạ, khác nhau là nó thêm dấu trừ. Dấu trừ của cái gì mới được chứ? Cổ cái X và 2. F trừ X đúng không? Dạ. Chúng ta thử F trừ X coi nó ra gì? Hai mẫu. À, hai mẫu gì? Trừ X. Trừ X, trừ 1. Giống chưa? Dạ. Giống chưa? Chưa giống hết, còn thiếu gì nữa? Dạ, thiếu cái thêm trừ 2 nữa. À, dấu trừ đằng trước nữa. Vậy chúng ta thêm dấu trừ đây. Thì đây chính là hàm GX của mình. Vậy thì chúng ta xem coi là chúng ta biến hình từ hàm F sang hàm G là chúng ta làm gì đây? Chúng ta lấy đối xứng cái giá trị gì? Đối xứng giá trị X. X. Rồi chúng ta lấy đối xứng thêm cái gì nữa? Lấy đối xứng thêm cái Y nữa. Y. Rồi, vậy thì chúng ta làm hai động tác. Là X chỗ này chẳng hạn nó là 4 đi. Thì giờ chúng ta phải lấy đối xứng qua kia thành gì? Trừ 4. Trừ 4. Vậy có nghĩa là chúng ta thay X bằng chữ X là nó bị đối xứng qua trục nào? Trục Y. Trục Y. Vậy chúng ta chỉ cần vẽ đối xứng qua trục Y như vậy là chúng ta đã biến hình thành F chữ X rồi. Sau đó chúng ta làm gì tiếp? Dạ, yeah, chúng ta đối xứng qua trục X. Đối xứng qua trục X nữa bởi vì thêm dấu trừ. Thì chúng ta lấy na ná, lấy đối xứng qua chỗ này chẳng hạn như thầy cho nó là 2 đi. Thầy lấy tiếp đối xứng chỗ này. Đó, đồ thị của chúng ta gì vậy thôi. Toàn màu xanh dương. Rồi, coi đồ thị của chúng ta nó là cái nào. Dạ, câu đề. À, câu đề. Rất dễ đúng không các bạn? Phân tích ra ra là chúng ta làm được. Mấy cái này rất là quan trọng bởi vì chúng ta hiểu được nó thì chúng ta vẽ đồ thị hay muốn làm cái gì chúng ta cũng thấy nó dễ dàng. Còn chúng ta không hiểu chỗ này rất là cực. Thầy mời bạn Xuân Sơn. Đây ạ. Rồi, người ta cho chúng ta hàm Fx rồi. Thì chúng ta tìm hàm Gx bằng cách nào đây? Chúng ta quan sát đồ thị thì chúng ta thấy là hàm Fx làm sao để sinh ra hàm Gx? Nó lật ngược lại. À, lật ngược là đối xứng qua trục gì? Qua trục X ạ. Trục X. Nếu đối xứng qua X thì chúng ta thêm cái gì? Dấu trừ à? Trước cái Fx. Đúng chưa? Vậy thì chúng ta có cái GX là bằng trừ FX. Vậy thì thầy thay vào đây. Thì chúng ta xem coi là chúng ta chọn câu nào. Chọn câu nào. Chọn câu... câu B à? À, câu B. Chúng ta không thay cái X bằng chữ X nha. Chúng ta vẫn giữ nguyên. Nên cái hàm FX chúng ta thấy giống y chang. Chúng ta thêm chỉ thêm dấu trừ đằng trước FX và chúng ta biến được câu B. Mời bạn Hoàng Anh. Hoàng Anh. Ê. F và G đối xứng qua đâu? Đối xứng qua Y. Ờ, qua Y chúng ta quay cái. Mà đối xứng qua Y thì chúng ta đổi cái gì? Dấu. Dấu của cái gì mới được nha? Dấu của... của X cái... nghe. Hay là của F? Của nào? Của dấu của F ạ. Sao của F? Nếu của F nó đối xứng qua X chứ. Nó đâu đối xứng qua Y đâu. Nó thay X bằng chữ X là đối xứng qua trục Y mà, đúng không? Ừ. Rồi, vậy chọn nào? Chọn C. À, C. Nó chỉ đối xứng qua trục Y, tức là thay X bằng chữ X thôi. Rồi, phải kết thúc cái chỗ này. Đối xứng. Sau cái này xong thì chúng ta không còn thắc mắc cái chỗ này nữa. Nếu bạn nào làm đi làm lại mà chúng ta chưa hiểu thì hôm nay cũng là dịp để chúng ta chốt lại lần cuối. Sáng năm chúng ta học những cái khác là chúng ta trả liên quan này nữa. Mời bạn Bảo Trân. Dạ đây thầy. Chúng ta xem cái hàm F người ta cho trên đồ thị. Bây giờ định nghĩa hàm G nó sẽ bằng như thế nào so với hàm F nhỉ? Sẽ bằng 1/4 của Fx. 1/4 đó nghĩa là sao? Thầy chưa hình dung ra.
Nó nhỏ lại thầy, nó nhỏ lại so với cái hàm. Nó bị thu nhỏ lại, tức nghĩa là một cái điểm nào đó là a thầy có giá trị nó bằng 8 chẳng hạn. Thì bây giờ cái giá trị của GX nó chỉ bằng mấy? Bằng mấy? Dạ, bằng 2. Bằng 2. Bằng 2, nó bị thu nhỏ lại. Thì tức nghĩa là cùng giá trị X phải không? Dạ. Cùng giá trị X. Vậy thì chúng ta thấy là cùng giá trị X. Thay vì cái điểm này, thầy chiếu xuống, thầy vẽ chỗ này nhá. Thay vì cùng cái điểm chiếu trên trục này nó là X đi. Trục X này. Thì cái giá trị của nó đúng ra nằm trên trên hàm F thì nó bằng 8. Nhưng mà bây giờ cũng cái trên X này nó chỉ bằng 2 thôi. Đúng không bạn Bảo Trân? Dạ đúng. Vậy thì cái điểm A của chúng ta bị thu lại, nó thành điểm A phẩy nằm đây. Đó, nó thu lại. Và tương tự nếu mà X tại 3 thì nó đang là 0. Vậy thì cái giá trị nó có bằng mấy? Dạ bằng 0 luôn. Cũng bằng 0. Vậy điểm nằm đây. Viện với điểm tại bằng X bằng 1 này, Y bằng 4 thì 1 phần 4 nó thành mấy? Dạ bằng 1. Bằng 1. Vậy cái đỉnh nó thu vào đây. Còn tại X bằng 0, Y bằng 0 nó cũng nằm đây. Vậy thì cuối cùng chúng ta vẽ đồ thị nó ra cái gì? Ra cái này. Đó. Các bạn thấy không? Vậy thì thay vì nếu mà cái Y của chúng ta, cái F của chúng ta nó đang cao, mà chúng ta nhân cho một cái hệ số mà bé 1, thì chúng ta thấy nó bị thu ngắn lại, các bạn thấy không? Cái hình ảnh nó giống như là chúng ta theo trục đứng chúng ta giữ như vậy, nhưng mà chiều cao nó bị thu ngắn lại. Vậy thì chúng ta nhớ rằng nếu chúng ta nhân cho một cái hệ số K mà bé 1, tức nghĩa là bị thu lại, tức là nó làm cho lùn đi. Còn nếu mà chúng ta nhân K mà lớn hơn 1 thì nó bị gì? Bị gì chăng? Cao lên đó thầy. Nó bị cao lên. Chúng ta thấy là nó sẽ bị cao lên cái kiểu như vậy. Đó. Nó bị cao lên. Nên nó tùy thuộc cái hệ số K này các bạn. Vậy thì mai mốt nó liên quan tới là chúng ta học về đa thức đấy. Chúng ta cộng, chúng ta nhân cho hệ số, ví dụ như là cái X bình phương chẳng hạn. Chúng ta có đồ thị của X bình phương nó đang là như vậy. Bây giờ chúng ta nhân hệ số K mà nó bé hơn 1, tức là chúng ta thấy là nó bị lùn đi, đúng không? Cái đồ thị nó bị thu lại. Còn nếu mà K lớn 1 nó bị cao lên, rồi chúng ta cộng các giá trị lại, chúng ta ra đa thức thôi. Nhưng mà từ từ mai mốt chúng ta mới học cái này. Chúng ta hiểu cái này đã. Chúng ta học cái này để chúng ta thấy là mai mốt chúng ta dùng vào chỗ nào, tương lai chúng ta sẽ thấy. Rồi vậy thì cuối cùng chọn đồ thị nào? Thầy kéo xuống. Dạ câu D. Tức nghĩa là chúng ta thấy là có vẻ như là nó bị lùn hẳn đi, đúng không các bạn? Đấy. 3. Chúng ta thấy là bạn chọn là câu D. Rồi. Vẽ như vậy chúng ta sẽ ra được. Rồi mời bạn Anh Kiệt. Anh Kiệt. Dạ. Đó, bây giờ chúng ta nhìn vào cái đồ thị của cái hàm số F này. Bây giờ nó biến thành hàm GX là nó làm gì? Nó nhân 2 lên ạ. Nhân 2. Nếu mà nó nhân 2 thì chúng ta thấy nhân 2 của cái F thì cái điểm này nó đang giá trị là 2 thì nó thành mấy? Thành 4 ạ. Thành 4. Chỗ này cũng vậy. Nó đang 2 thì nó thành 4 đây thôi. Còn cái đáy này sao? Nó là từ trừ 2 sẽ là trừ 2 á. Nó trừ 2 thành mấy? Trừ 4 ạ. Trừ 4. Vậy thấy cái đồ thị nó dạng. Đó. Rồi. Giờ chúng ta coi là nó chạy chỗ nào. Nó là C ạ. Là C. Trừ 2 với nó. Giống như cái chúng ta tính đó thôi. Rồi thầy mời bạn Hiếu. Hiểu không? Dạ. Hàm FX G nó làm gì đây? Scale theo trục nào? Scale. Theo trục nào đấy? Vertical là trục nào? Trục Y đấy. Trục gì? Trục Y đúng không?
Vertical là trục đứng, tức là trục y đấy. Đây, bây giờ chúng ta scale nó như thế nào để chúng ta ra được cái đó. Người ta nói Fx người ta cho rồi, còn G là scale từ cái phiên bản F. Vậy thì từ 6 chỗ này mà nó xuống thành 2, tức nghĩa là chúng ta nhân cho mấy? 1/3 rồi. Nhân cho 1/3. Tương tự, chúng ta nhìn thấy một cái điểm khác, chiều cao này nó cũng thành nhân 1/3 thôi. Vậy chúng ta biết được cái hàm gỡ chúng ta là gì không? Chọn nào? Hai lần căn bậc 3 cộng 2. Nó sẽ là 2/3. Đấy. Là câu nào? C này. Câu C. Chúng ta hiểu rồi, chúng ta thấy nó đơn giản. Mời bạn Thủy Tiên. Thủy Tiên. Yeah. Tương tự, G nó là phiên bản scale theo trục Y của F. Thì nó cho chúng ta một cái điểm chuẩn để chúng ta tìm, chúng ta biết là nó nhân mấy ngay hoặc là bao nhiêu đó. Nó nhân mấy? Từ F biến thành G là nhân mấy? Nhân mấy? Từ 2 biến thành 6 này. 3. Nhân 3. Rồi. Thì chúng ta sẽ chọn cái GX là bằng gì? Câu nào? Câu D. Câu D. Nhân gấp 3 lần thôi. Kéo nó thôi mà. Rồi. Những bạn nào nghỉ học tự ôn thôi. Chứ sao giờ. Phải ôn nhanh cho hết cái này. Rồi. Chúng ta scale theo trục ngang. Mời bạn Hoàng Anh. Hoàng Anh. Đô thị của hàm F. Bây giờ G nó là scale theo gì? Scale sao đây? Tức nghĩa là chúng ta lấy một cái điểm ít. Điểm ít nằm trên trục gì? Điểm ít nằm trên cái đồ thị F này. Đấy chưa? Ừ. Thì chúng ta thấy cái, ví dụ như thầy nói là 3 đi. Thì nếu mà thầy lấy x bằng 3, x bằng 3, thì cái F của nó là bằng mấy? F bằng 3. Thì chúng thấy cái y của nó sẽ phải là bằng 3. Còn bây giờ chúng ta lấy cái x của nó là bằng 1/3 của nó thôi, thì nó là mấy? X bằng 1/3 thì y... 1/3 của x thôi thì nó là mấy? Thầy đang hỏi 1/3 của x thôi đó. Thì x bằng 1. X bằng 1. Tức nghĩa là x bằng 1. Thì người ta nói rằng với x bằng 1 thì cái giá trị f của nó nằm đâu? Có phải nằm đây không? Có. Cái f của 1/3 x thì chúng ta nhớ nó sẽ tương ứng như thế nào? X bằng 3 thì bây giờ chúng ta chỉ lấy 1/3 x thôi. Thì bây giờ là nó về là 1. Vậy là F1 nó chính là cái điểm màu vàng này. Đúng không? Vâng. Rồi. Và cái điểm màu vàng này, điểm màu vàng này nó nằm trên F thì nó cũng chính là gì? G. Chính là G. Chúng ta thấy cái điểm này bây giờ nó đã biến hình từ cái điểm A này nằm trên này thành cái điểm A phẩy. Thì cái A phẩy nằm trên G đó. Nằm trên G. Tương tự, nếu chúng ta lấy điểm này bằng 6 chẳng hạn, x bằng 6, thì chúng ta lấy 1/3 của 6 là mấy? Là 2. Là 2. Thì chúng ta thấy tính F2 thì bằng mấy? F2 có phải nằm đây không? Có. Đấy, thầy chấm lại để chúng ta hình dung ra. Cái điểm của chúng ta nằm đây. Tức nghĩa là nó bị biến hình đấy. Nó biến hình đi rồi. Thì như vậy chúng ta tập hợp lại những cái điểm này thì chúng ta thấy nó chính là bằng GX. Được chưa? Vậy là chúng ta thu lại, chúng ta thấy nó bằng nhau. Vậy thì chúng ta xem cái đồ thị của nó. Chúng ta chọn nó là cái đồ thị nào? Đồ thị nào? Thầy lướt lên chứ.
nhìn vào chúng ta thấy cái này này, hai giá trị của hàm g và f nó bằng nhau khi cùng giá trị x. Ví dụ như thầy thế vào đây, thầy nói là g 3 thì phải bằng mấy? G 3 thì bằng f 1. F của mấy? F của 1 phần 1. Bây giờ nếu mà chúng ta muốn thử như vậy á, thì chúng ta thử quay lại coi. F của 1, chúng ta thấy F của 1 này. Nhìn đây, F1 nằm đâu đây này. Và cái G3 nó cũng phải đúng ngay chỗ đó. Đúng ngay chỗ đó. Chúng ta tính cái G3 nha. G3. Nếu mà chúng ta xem nó là câu A chẳng hạn. Thầy nói câu A. Các bạn phải hiểu ý nghĩa của nó. Tức là G3 nó nằm đây. Chúng ta xem coi nó có giống nhau không? Không. Đấy. Chúng ta nhìn vào chúng ta thấy là cái F, F1 của chúng ta là nó gần sát với cái gì? Nó gần sát với 1 á. Đúng chưa? Gần sát với 1. Còn chỗ này nó có gần 1 không? Không. Không. Cái này sao? Có bằng 1 không? Có. Có. Vậy thì chúng ta thấy là G3 là bằng 1. Còn nó phải bằng với cái F1 chỗ này. Cũng bằng 1 chỗ này luôn. Đấy. Thì chúng ta thấy bằng nhau. Vậy thì chúng ta thấy là chúng ta chọn cái nào? Câu B. Đúng không? Câu B đúng không? Đấy. Chỗ này nó bị bằng 0 rồi. G3 nó bằng 0. Nó đâu phải đâu. Thì chúng ta. Rồi. Bạn nào đồng ý với bạn câu B, giơ tay để xem. Chúng ta hiểu ý nghĩa của này nhá. Chỗ này người ta ghi là x, tức nghĩa là giá trị tại gx thì nó sẽ phải bằng với giá trị của hàm f tại tọa độ này. Vậy thì nếu thầy xem chỗ này là, thầy viết lại chỗ này là, cái hiểu nó quan trọng hơn là chúng ta tìm đồ thị đó. Nếu mà thầy thay chỗ này là 6 chẳng hạn, tức nghĩa là G6. Thôi thầy à, thầy lấy cho nó bự hơn đi. Thầy lấy cái nào cho nó đẹp đẹp. Ví dụ như thầy lấy chỗ này là G6 đi. Thì nó phải bằng với F mấy, Hoàng Anh? F mấy? F2. À, 1 phần 3 nhân 6, tức nghĩa là F2. Bây giờ chúng ta xác định coi là F2 của chúng ta là bằng mấy? Là nó gần bằng 2 đúng không? Gần bằng 2. Thì chúng ta kiểm tra lại coi là cái G6 của chúng ta có gần bằng 2 không? Có. Đó. Rồi, bạn nào đồng ý câu B với bạn giơ tay thầy xem. Thầy thấy nhiều bạn không đồng ý này, không biết là thắc mắc chỗ nào. Khi mà chúng ta scale theo tỷ lệ theo trục đất đó, thì chúng ta thấy là giá trị y là phải bằng nhau. Chúng ta nhớ bản chất của cái gx này chính là cái y nằm trên trục y. Còn cái giá trị của hàm f này cũng là y nằm trên trục y. Mà hai cái y này bằng nhau, tức nghĩa là cái x nó khác nhau, nó nhân tỷ lệ 1 phần 3, nhưng mà cái output nó phải bằng nhau. Nên chúng ta hiểu ý nghĩa của cái này là output của hàm này phải bằng output của hàm này. Bây giờ là giá trị y nó phải bằng nhau đó. Ít nó khác nhau thôi, nhưng y nó phải bằng nhau. Thầy nhấn mạnh cái chỗ này để các bạn hiểu đó. Được chưa? Rồi, chúng ta thêm một cái nữa. Thầy mời bạn Thủy Tiên. Thủy Tiên. Dạ. Yeah. Đây, chúng ta thấy hàm fx người ta vẽ rồi. Hàm gx khác hàm fx ở chỗ nào? Dạ, là x nhân thêm 4. Tức nghĩa là chúng ta nhân cho 4 nữa thôi. Vậy thì f đây là f gì? 4. 4 x. Chúng thế vào chỗ nào có x, chúng ta thay bằng 4 x. Biết từ nãy giờ thầy có ghi hình, không biết đó.
À đó, hay quá. Hay sao lại quên đấy. Trong cái hàm F này, chỗ nào có S chúng ta thay bằng 4 S. Thay vào. À, thầy thay vào, thầy sẽ được là gì? Là chỉ tuyệt đối. Có S thay bằng 4 S thôi. Thầy trừ cho 8. Thì cái này có phải là hàm cỡ không? Phải không? Yeah. À, vậy điều đó có nghĩa là chúng ta đang gấp 4 lần cái S này. Vậy thì nếu mà thầy tính G4 thì nó sẽ tương ứng với F. Đây là F mấy? F mấy? G4 thì tương ứng F mấy? F G4 thì là F32 G4 thì nó bằng với F gì đây? 16. Ờ, tức nghĩa là chúng ta gấp mấy lần lên nè? Gấp 4 lần, tức là F16. Phải không? Vậy thì ở đây chúng ta có F16 là tương đương bằng mấy đây? Dạ 8. Là 8. Vậy thì cái G4 này nó cũng phải bằng mấy? Bằng 8 à? À, G4 bằng 8. Rồi, chúng ta kiếm xem. Chúng ta xem coi cái G nào mà là G tương với 4 mà nó bằng 8. Nó là cái nào? G4. Sao con nhìn không thấy cái nào nó hợp lý luôn? Sao kỳ mà? Cái G ớt này, G ớt này là nó bằng bằng 4. 4 lần trừ 8 đó. Vậy thì chúng ta vẽ cái đồ thị của hàm G thì bằng cách là chúng ta biến hình. Biến hình đó là chúng ta nhân cho 4. Có phải nhân cho 4 không? Dạ. Kiểm tra lại xem. Nếu mà chúng ta lấy hàm F mà chúng ta thay thay nó bằng 4x thì nó chính là như vậy. Vậy thì chúng ta thấy là cái x này chúng ta đang nhân gấp nhân cho 4. Vậy thì bây giờ thầy chúng ta thử một cái giá trị khác xem. Thầy ơi, hay thầy lướt lại thêm một lần nữa không? Chỉ khi con nhìn sót ấy. Bây giờ chúng ta tìm cái nào G4 mà bằng 8. G4 thì bằng 8. Có không? Đây. Có nào G4 bằng 8 không? Dạ thấy, con thấy câu C. À, đây này, chúng ta vẽ này. Chúng ta thấy là G4 thì đúng bằng 8 đấy. Dạ. Chưa? Và nếu chúng ta tính là G2 đi thì nó tương ứng với F bao nhiêu? Dạ F8 là F8 đúng không? Chúng ta thử lại coi. Chúng ta tìm thêm giá trị nữa. Rồi, F8 thì bằng mấy? F8 là bằng 0 hả? Ờ, bằng 0. Thì chúng ta xem coi là G2 nó có bằng 0 không? Có không? Câu C của chúng ta G2 có bằng 0 không? Dạ có. Có. Vậy chúng ta chọn câu C. Đúng không? Dạ. Rồi, tương tự như vậy nha các bạn. Quên thì chúng ta về chúng ta tự luyện thôi. Và chúng ta sẽ nhớ ngay. Quan trọng là các bạn hiểu với chỗ đó giúp thầy. Rồi, nhận diện hàm số rồi cái domain range, cái này thầy mới ôn rồi nên thầy không ôn nữa. Để thầy xem coi, thầy sửa này một câu thôi cho chúng ta kết thúc với chỗ này. Các bạn ráng thêm một câu nữa cho thầy. Rồi, bây giờ chúng ta thấy là G là biến hình của hàm F. Mà F thì màu xanh, mà G thì màu đỏ. Bây giờ chúng ta xem công thức nào để tính G theo F. Rồi, thầy mời bạn Bảo Trân. Bảo Trân. Dạ đây thầy. Rồi, chúng ta xét nha. Chúng ta xét cái giá trị đỉnh này. Nó biến thành cái đỉnh này là chúng ta làm gì? Dạ, hạ y xuống. Hạ xuống? Hạ xuống mấy? Dạ, 5 đơn vị. À, hạ xuống. À, 5 đơn vị, tức là trừ 4. Thì chỗ cái điểm này nó xuống đây có phải là trừ 5 chứ? Nó có phải là xuống trừ 5 không?
Dạ. Thì chúng ta thấy là nó cũng tinh tiến trong đây thôi. Đó. Vậy thì chúng ta thấy đây là cái hàm F biến thành hàm G. Thì bằng cách là G sẽ bằng gì? F. G sẽ bằng Fx. Trừ mấy? Dạ, trừ 5. Trừ 5. Đây. Vậy là chúng ta viết G theo F. Chọn nào? Dạ, chọn nào? Câu D. Câu D. Chúng ta không thấy nó bị co theo cái trục ngang đúng không các bạn? Chúng ta thấy hoàn toàn là nó tận tiến đi xuống. Chứ nó không bị bóp lại. Trừ khi nào các bạn thấy nó bóp lại đó. Với điều kiện là gì? Các bạn thấy là nó bị bóp. Còn đây là cùng giá trị x nằm đây. Nhưng mà cái y nó bị tuột xuống đây thôi. Chỗ này cũng vậy. Cùng giá trị x nhưng mà cái y nó bị tuột xuống nằm đường vị. Nên các bạn sẽ xác định được cái hàm g theo hàm f là bớt đi 5. Rồi, dán thêm một câu nữa. Mời bạn Xuân Sơn. Xuân Sơn. Cái này biến hình bằng cách nào đấy, Xuân Sơn? Làm gì Sơn? Không biết trả lời. Mời Kiến Minh. Kiến Minh. Kiến Minh. Dạ. Yeah. Làm sao biến F thành G? Về mặt đồ thị nó làm gì? Đảo lại. À, nó lấy đối xứng qua đúng không? Cái điểm đó nằm trên trục x đối xứng là chính nó. Còn cái điểm nằm đây, nằm dưới này đối xứng lên đây. Đối xứng lên đây. Này đối xứng đây. Vậy là đối xứng qua trục x. Vậy thì đối xứng qua trục x thì nó làm gì? Nhân trừ. À, nhân trừ 1. Rồi. Vậy chúng ta chọn nào? Chọn nào? Câu đề. Ta hình dung ra là cái ý tưởng của mình đảo thì là gần đúng rồi đấy. Gần đúng rồi, nhưng mà nếu mà nó đảo nó phải lấy đối xứng qua đây này. Đối xứng qua đây này. Phải không? Yeah. À, nó phải lên tới đây cơ. Nếu mà đối xứng qua đây. Vậy thì chúng ta phải làm thêm động tác nữa. Chúng ta làm gì? Keo nó lại. Đúng không? Ví dụ đây là F. Thầy cho cái này là F phẩy. Bây giờ nó ra cái đồ thị mới này thì nó là gì? Nhân thêm bao nhiêu nữa? Nhân mấy? Giờ này nó sẽ bằng là cái F phẩy. Nhân mấy? Nhân mấy? 2. Nhân 2 thì nó phải bự lên chứ. Ủa? Nó bị nhỏ đi mà. Nó đang đây nó đi xuống như thế này mà. Dạ. Yeah. Đấy. 1/2. À, nhân 1/2. Vậy mà cái F phẩy này nó chính là trừ F đúng không? Dạ. Yeah. Nhân thêm 1/2 nữa. Vậy thì chúng ta chọn câu nào? Tức là nhân trừ 1/2 đấy, chọn câu nào? Dạ, yeah, câu D. Câu D. Chúng ta thấy nó có bị co lại về theo trục ngang không? Có không? Có không? Dạ có. Có co lại theo trục ngang. Co sao? Ủa? Thầy đâu thấy nó co theo trục ngang đâu. Ờ, ngoan nhầm. À, vậy là chúng ta chọn câu. Câu D đúng không? Yeah. Rồi, ok. Rồi, các bạn về nhà ôn tập kỹ cái này nhé. Thầy cấp bài được các bạn chăm chỉ làm bài giúp thầy.